Chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn cái cách để mình chế biến cái vòi nước nóng lạnh này nó nhiều cái tính năng sử dụng hơn. Theo quy ước á, cái đường ống nước nóng á, lúc nào nó cũng nằm mé bên tay trái nha các bạn. Và cái đường nước lạnh á, thì nó sẽ nằm mé bên tay phải. Và bây giờ á, mình sẽ chia đôi cái đoạn này ra các bạn. Để kẻ một đường thẳng vuông góc bất kỳ đó các bạn. Thì bây giờ các bạn đặt cái cây thước vô này. Và các bạn sử dụng cái cây thước nước á, thước thủy. Và mình canh cái bọt chỗ này nè, cho nó nằm ở giữa tâm. Thì bây giờ mình sẽ kẻ đường này chắc chắn là một đường thẳng. Cái này đó các bạn, là cái nối giữa cái van nước nối với cái đường ống đi vô trong tường. Thì ở cái nối này đó các bạn, nó có cái chỗ này rất là hay nè các bạn. Cái này á, là cái van để chỉnh áp lực nước. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Ở đây nó có một cái con vít này nè các bạn. Thì khi mà mình vặn con vít này á, thì cái miếng cao su này nó sẽ chạy ra và nó cản nước lại. Nếu như nước ở vòi nóng lạnh á, mà nó yếu đó các bạn, thì mình sẽ nới cái con vít này ra ha. Mình nới cho sát lên để cho cái lượng nước nó đi qua bên này được nhiều hơn. Khi quấn băng keo lụa đó thì các bạn nhớ quấn theo chiều kim đồng hồ ha. Để khi mình vặn vào đó các bạn, thì cái băng keo lụa này nó sẽ ôm vào luôn. Còn nếu mình quấn ngược chiều kim đồng hồ á, thì khi mình vặn cái nối này vô á, cái băng keo lụa nó sẽ bị chạy ra ngoài. Cái đường ống nước nóng của nhà mình đó các bạn, cái van khóa bên này nè, nó bị hư rồi. Thì khi mà mình khóa nó lại đó các bạn, nó không có khít á, nước nó cứ rò rỉ ra như vậy. Cái này thì để mình xử lý nó sau các bạn. Còn bây giờ mình làm thì kệ nó ha, nó nước nó chảy một tí thì kệ nó, cũng không có ăn thua gì hết. Để lắp cái vòi nước này vào cái đường ống này cho nó chính xác đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đo giữa cái tâm lỗ này đến giữa cái tâm lỗ này, và chiều dài của nó là 15 cm. Ở đây là cái miếng yếm để che nó lại các bạn. Thì bây giờ mình xỏ cái này vô ha. Và mình vặn vô. Sau khi vặn hai cái nối vô rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ đo giữa tâm hai cái nối này và mình chỉnh lại cho nó bằng 15 cm. Và bây giờ mình sẽ ráp cái vòi nước này vô các bạn. Và khi ráp vào á, thì các bạn nhớ vặn đều hai bên để cho cái vòi nước nó không có bị kênh. Để khoan lên gạch này đó các bạn. Thì bây giờ các bạn dùng cái mũi khoét cái gạch này nè. Thì mình khoan vô đây mới được các bạn ha. Và khi khoan á, mình phải để nghiêng. Và từ từ mình sẽ chỉnh cái mũi khoan này cho nó thẳng thì mình mới khoan được.